đầm kiểu đầm thun, một bên là đầm thun nha, một bên là kiểu sơ mi nha, nó ráp lại. Năm nay đang mốt cái kiểu mà phối mix mix nửa này nửa kia nha. Kiểu này dành cho mấy bạn mà thích kiểu độc lạ cá tính ha. Cái này mình mặc đi chơi hay là đi du lịch hay là đi tiệc nhẹ cũng được nha, rất là cá tính là nổi bật luôn ha. Bên đây là đầm thun, đầm chiếc thun co giãn rất là tốt nha, thun co giãn 4 chiều luôn ha, rất là mềm mịn. Một bên là vải, chiếc vải bố nhẹ nha, rớt qua một bên là do mình là 50kg, mình mặc cái này size 3X, size 3X là dành cho mấy bạn 65-75kg mặc nó căng ra thì đẹp hơn mình mặc nha. Đặc biệt cái này nó thiết kế là có dây thắt cái eo nè, mấy bạn nào mà thích có vòng eo nhỏ thì mình siết chặt lại, còn không thích thì mình cứ xả ra cũng được nha. Cái này là do mình mặc cái size lớn hơn so với lại mình cho nên mình siết lại nó rất là nhỏ ha. Cái này mình có thể xả ra rất là rộng luôn nha, mình xả ra thì nó sẽ rất là rộng luôn ha. Nó ráp thì nó chỉ ráp phía trước thôi, còn phía sau á là màu xanh nha. Phía sau là mình thấy là một cái đầm xu xanh ha, kiểu nó là nằm ngay phía trước thôi.